Sáng nay 13 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin trong 12 giờ qua trên địa bàn tỉnh ghi nhận 27 ca dương tính mới với Covid-19 tại 10 địa phương, trong đó có 7 ca cộng đồng, 20 ca đã được cách ly từ trước. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương cần cập nhật các phương án kế hoạch cho việc thích ứng an toàn, đáp ứng với dịch bệnh trong tình hình mới với phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nhất là đối với người đến và về từ các địa phương khác, đặc biệt từ các vùng cấp độ dịch 3, 4. Từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 3.012 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Ngày 12 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành công văn về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch tại phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông thuộc quận Sơn Trà. Đây là hai địa phương chuyển cấp độ dịch bệnh từ cấp độ 2 lên mức cấp độ 3 kể từ 6 giờ ngày 14 tháng 11. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu người dân từ vùng cấp độ 3, vùng cam thực hiện nghiêm quy định 5K khi đi đến vùng cấp độ 1, cấp độ 2 tương đương vùng xanh, vùng vàng phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc là có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng. Cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp địa phương có người đến hay về từ vùng cam chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng chống dịch, không được đi đến vùng cấp độ 4, vùng đỏ, khu vực phong tỏa y tế khi tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, văn hóa, thể thao phải bảo đảm điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc là đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng. Nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, không được phục vụ khách tại chỗ. Ngày 13 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết toàn tỉnh ghi nhận 16.333 ca F0, đang điều trị là 5.927 ca F0, cách ly tập trung là 7.761 trường hợp. Hiện nay thì mỗi ngày tỉnh có hơn 300 ca nhiễm. Nếu tình hình này còn kéo dài, các khu cách ly sẽ không đủ nơi để cách ly F1. tỉnh An Giang đã thống nhất đề xuất của Sở Y tế về việc triển khai cách ly y tế với những F1 đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 và liều cuối cùng đã trên 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng thì thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0. Đối với các F1 tiêm chưa đủ liều vaccine thì thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0. Đối với những F1 chưa tiêm vaccine thì thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0, các trường hợp F1 cách ly y tế tại nhà được áp dụng khi đảm bảo các điều kiện về cách ly y tế tại nhà trong phòng chống dịch Covid-19. Trong trường hợp không đảm bảo các yêu cầu nêu trên, sẽ thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định.